Trăm triệu dân Mỹ vỡ òa khi Tổng thống Trump vừa bước vào tòa Bạch Ốc nhậm chức Tổng thống, tức tốc công bố 10 cương lĩnh phải hành động ngay. Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử năm 2024 là một chiến thắng khổng lồ của cá nhân tân Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa khi ông đại thắng chiếm đa số cử tri đoàn, đa số tiểu bang và luôn cả đa số phiếu phổ thông khi Trump hơn Kamala gần 5 triệu phiếu. Cách biệt giữa Trump và Kamala Toàn là cả trăm ngàn phiếu, chứ không phải một hai chục ngàn phiếu. Chiến thắng của Trump tuyệt đối không chối cãi được, nên sẽ không có những kiện cáo lung tung vớ vẩn. Chỉ khiến phải cấp tiếng, trong đó có đảng Dân Chủ, đám lâu la truyền thông loa phường và các cụ vẹt e mặt ngạn lời. Nhất là toàn thể hệ thống truyền thông loa phường đã nhìn thấy rõ cả nước coi những công kích bôi bắt Trump ảo ạt liên tục của họ như pha. Loa phường coi như đã mất hết uy tín, tiếng nói hoàn toàn chẳng có ký lô nào nữa. Sĩ vã, bồi bác Trump cách mấy cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Chiến thắng của Trump cũng là cái đạp của dân Mỹ vào mặt hệ thống tư pháp, các công tố và quan tòa phe đảng cuồng chống Trump. Chiến thắng tất nhiên sẽ có hậu quả, nhất là khi chiến thắng của Trump chẳng phải chỉ là chiến thắng qua phiếu cử tri đoàn mà cũng là chiến thắng qua tổng số phiếu của cử tri khi số phiếu của ông hơn số phiếu Kamala tới 5 triệu. Thứ nhất, hậu quả tức thì. Thưa quý vị, hậu quả tức thì nhiều người lo sợ là sau khi Trump được tuyên bố đắc cử, rất có nhiều triển vọng sẽ có bạo động do các nhóm thiên tả tung ra trong những ngày tới. Ta sẽ thấy biểu tình tứ phía rồi bạo động, đốt xe, đánh nhau với cảnh sát và dĩ nhiên khôi của bởi các thánh lo đời mới. Ta chờ xem, hy vọng với chiến thắng quá rõ nét, quá lớn sẽ không có bạo loạn phản đối gì hết. Thứ hai, hậu quả lâu dài. Dĩ nhiên sẽ là nhiệm kỳ cuối của Trump. Do đó, ông sẽ không bị gò bó bởi nhu cầu kiếm phiếu tái đắc cử nữa và sẽ ra tay làm tất cả những gì ông muốn làm bất chấp hậu quả. Ưu tiên số 1 sẽ là việc quét rác, quét đám sâu bọ trong nhà nước ngầm. Nhiều việc sẽ bị ngay khối Cộng hòa nhìn với con mắt dày dặt, nhưng tất cả mọi việc sẽ bị chống đối tới chết từ đám thiên tả, đặc biệt là truyền thông. Nhưng Tổng thống Trump bất cần biết, trong khi đám cử tri ủng hộ Trump sẽ hạ hê thấy với dân chủ và truyền thông loa phượng khóc ròng. Đường hướng chung Nếu Trump thắng, Kamala rớt đài, nội bộ đảng dân chủ sẽ đấm đá mạnh, xỉa tay đổ lỗi cho nhau có nhiều triển vọng khối tương đối bảo thủ hay ít khuynh tả hơn sẽ có tiếng nói mạnh hơn khi đổ lỗi đảng thất bại vì đã đi quá xa về hướng tả. Do đó, có nhiều triển vọng đảng dân chủ sẽ phải kéo thắng tay rẽ về lại phía hữu hay ít nhất cũng đi về phía tả chậm hơn trong 4 năm qua. Trong khi đảng cộng hòa sẽ chuyển hướng qua phía hữu mạnh hơn không phải chuyện nói quá chứ thực tế là tân tổng thống trump đã và sẽ uống đảng cộng hòa theo ý muốn của ông kéo về phía hữu và về hướng cô lập hơn trong chính sách ngoại giao và mậu dịch quốc tế ngưng làm máy atm cho cả thế giới trong khi biên giới được khóa chặt hơn về kinh tế và thuế thưa quý vị ưu tiên hàng đầu nghĩa là những quyết định đầu tiên sẽ là những quyết định kinh tế và nếu tân Tổng thống Trump giữ lời hứa là chẳng những triển hạn luật giảm thuế ông đã ban hành cuối năm 2017 mà còn đi xa hơn nữa, miễn thuế trên tiền tiếp, miễn thuế trên lương giờ phụ trội và miễn thuế trên tiền già SSA luôn. Những biện pháp miễn thuế này tất nhiên sẽ gây thâm thủ ngân sách lớn, ít nhất trong một hai năm đầu và cũng sẽ không giúp giảm lạm phát trong ngắn hạn. Tổng thống Trump sẽ phải lấy nhiều biện pháp khác để chặn lạm phát càng mạnh càng nhanh càng tốt. Thâm thủng ngân sách, công nợ ngập đầu, đó cũng sẽ là những vấn nạn Tổng thống Trump phải trực diện và giải quyết. Vấn đề dư dân lộ Song song với các biện pháp kinh tế, Tổng thống Trump sẽ đặt ưu tiên lớn trong việc bố ráp, lung bắt và trục xuất cả chục triệu dư dân lộ đã được Biden thả vào Mỹ. Cửa biên giới sẽ bị siết chặt hơn nhiều các chính quyền, tiểu bang và địa phương sẽ được khuyến khích và tiếp tay mạnh hơn trong việc chặn di dân lộ và ngay cả đám di dân đó trước khi quyết định trang đại vào Mỹ sẽ phải suy nghĩ lại khá lâu. Về văn hóa thức tỉnh Ở đây, quyền lực chính quyền Trump bị giới hạn nhiều vì phần lớn các quyết định thuộc thẩm quyền tiểu bang và địa phương. Nhưng chính quyền liên bang sẽ hỗ trợ tối đa mọi biện pháp triệt tiêu những trò văn hóa thức tỉnh khủng điên ba cái lăng nhăng DEI sẽ vào bảo tàng, ghi dấu một thời khùng điên. Ta cũng không thể bỏ qua văn hóa thức tỉnh khùng điên đã là một trong những yếu tố quan trọng nhất đã mang chiến thắng lại cho tân Tổng thống Trump. Do đó, việc triệt tiêu cái phong trào khùng điên này sẽ thật cần thiết cho Tổng thống Trump. Trong khi rất nhiều chính khách địa phương và tiểu bang sẽ không thể bỏ qua thông điệp chống thức tỉnh của dân Mỹ. Về an ninh trực tự, Thưa quý vị, đám du thủ du thực trộm cướp công khai ban ngày ban mặt vẫn tùy thuộc vào cảnh sát địa phương và cảnh sát tiểu bang. Nhưng chắc chắn, việc tân Tổng thống Trump lên làm Tổng thống sẽ khiến FBI và đám cảnh sát đó phải tích cực hơn nhiều, mạnh tay hơn nhiều. Tổng thống Trump cũng sẽ có dịp bổ nhiệm cả trăm thẩm phán bảo thủ liên bang. Tối cao pháp viện Thưa quý vị, mối lo lớn nhất của khối cấp tiến sẽ thành luật trong 4 năm Trump ông sẽ có cơ hội bổ nhiệm ít nhất hai, có thể là ba thẩm phán bảo thủ vào tối cao pháp viện liên bang và khối bảo thủ sẽ chiếm đa số tuyệt đối 7, 2 hay 8, 1 trong tối cao pháp viện ít nhất trong hai ba chục năm nữa sẽ không có gì cản được ông nữa nhất là khi phe bảo thủ cộng hòa đã chiếm luôn được đa số trong thượng viện với phe bảo thủ giữ tối cao pháp viện hiến pháp sẽ được bảo đảm không bị xé bỏ vứt thùng rác và đây sẽ là gia tài lớn nhất, quan trọng nhất và lâu dài nhất tân Tổng thống Trump để lại cho xứ Mỹ. Thứ năm về quốc phòng Anh tướng thức tỉnh Bộ trưởng Quốc phòng Lord Austin sẽ được thay thế bằng một người nào đó có việc bảo vệ đất nước chống ngoại xâm quan trọng hơn phổ biến DEI trong quân đội, lính sẽ học bắn súng thay vì phải học đạo chính trị. Thứ sáu, chiến tranh thế giới bất kể những khoe khoang của ông ít người nghĩ ông sẽ có thể chấm dứt chiến tranh mang lại hòa bình ngay tại ukraine và palestine nhưng có nhiều triển vọng cả hai cuộc chiến sẽ xuống thang nhanh và chấm dứt sớm hơn trường hợp kavala đắc cử cả zelensky và lẫn putin đều sẽ bớt hung hăng hiếu chiến tất cả các quốc gia trên thế giới bạn cũng như thù đều sẽ phải cứu xét lại chính sách đối xử với mỹ khi mỹ sẽ không còn là con bò sữa hay là máy atm của thế giới nữa Liên Hiệp Quốc, NATO, Seattle, WTO, WSO sẽ phải họp khẩn cấp để xét lại chính sách với Mỹ và xét lại ngân sách luôn. Các xứ có tham vọng đế quốc lớn như là Nga, Trung Quốc, Iran và cả Bắc Hàn sẽ phải tự kiềm chế tham vọng của mình. Thứ bảy, tương lai lâu dài của đảng Cộng Hòa Việc Tân Tổng thống Trump đắc cử sẽ là biến cố để đời cho đảng Cộng Hòa, nhất là sau khi Tân Tổng thống Trump đã chọn một chính khách giỏi và trẻ để tiếp tục nắm quyền trong đảng là Phó Tổng thống j .D. Vance. Thứ 8. Các vụ kiện chống Tổng thống Trump Thưa quý vị, các vụ truy tố Tổng thống Trump sẽ bị si hơi mạnh. Các vụ truy tố của liên bang có thể sẽ bị đóng cửa tiệm sớm. Ngay sau khi Trump đắc cử, Bộ Tư pháp cho biết, bộ có chính sách lâu đời là không bao giờ truy tố đương kim tổng thống. Như vậy nghĩa là gì? Các vụ liên bang truy tố Trump của Công tố Chris Smith sẽ trôi theo dòng nước. Tuy nhiên, những vụ truy tố của tiểu bang và địa phương chẳng hạn như của New York và Georgia có thể vẫn tiếp tục nhưng sẽ gặp khó khăn thật lớn. Ngay sau tin Donald Trump chiến thắng, cựu bộ trưởng tư pháp của Trump là một người mà không thân thiện lắm với ông Trump, ông Bill Barr, đã kêu gọi các công tố đang truy lùng Trump nên thu hồi tất cả các vụ kiện chống Trump để tôn trọng ý dân. Nhất là mục đích truy tố Trump là cản không cho ông ta vào tòa bạch ốc đã thất bại hơn 1.000 người bị các công tố và quan tòa DC truy tố sau vụ biểu tình bao vây quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021 sẽ được ân xá trọn vẹn, chấm dứt vụ lùng bắt chính trị lớn nhất nhưng cũng vô lý nhất lịch sử Mỹ. Và thưa quý vị, có một hậu quả rất đáng để ý. Chiến thắng của Tổng thống Trump sẽ là mùa chôn sự nghiệp chính trị của bà Kamala Harris. Điều ai cũng biết là trong tương lai, đảng Dân Chủ sẽ không bao giờ đưa đại họa Kamala ra lại nữa năm 2028, ta sẽ thấy hàng loạt các ngôi sao sáng mới của đảng Dân Chủ như Gavin Newsom, George Shapiro và không biết ai nữa, nhưng chắc chắn sẽ không có Kamala Harris. Dân Mỹ sẽ may mắn không bị nhồi món ăn salad ngôn ngữ nữa, nhưng sẽ buồn 5 phút vì hết được nghe cái tiếng cười như nắc nẻ của bà Kamala. Câu hỏi lớn nhất cho đảng Dân Chủ là gì? Bây giờ làm gì đây? Không ai có câu trả lời. Thực tế mà nói, một yếu tố then chốt trong các cuộc bầu cử ở Mỹ là khả năng của ban vận động, khả năng của chính ứng cử viên và các người vận động cho ứng cử viên này. Thẳng thắn mà nói, có lẽ chưa khi nào cử tri Mỹ lại thấy một ban vận động tệ như ban vận động của Kamala với cả tấn sai lầm chiến thuật. Dấu bà Kamala không cho báo chí phỏng vấn, không đưa được cho Kamala một chính sách nào, một lý do chính đáng nào để bà quảng cáo cho dân đi bầu cho bà trọng tâm của sách lược vận động chỉ là bồi bá công kích Trump, là những chuyện quá nhàm chán chẳng mấy ai quan tâm. Ngay cả việc công kích Trump cũng dựa trên quá nhiều xuyên tạc bóp méo sự thật, chẳng hạn như là chuyện tố Trump đòi sự bắn Balestrani, và chuyện lớn hơn là tố Trump là phát xít. Một phần không nhỏ của sách lược vận động là dựa trên những siêu sao, ca hát, phim ảnh là những người sống trong nhung lụa trên mây của Hồ Ly Vọng, xa rời khối quần chúng Mỹ riêng cá nhân bà Kamala cũng không khá hơn. Không có sức thu hút đặc biệt nào, chẳng có thành tích cụ thể nào để khoe cho dân, cũng chẳng có khả năng thuyết phục được ai về bất cứ chuyện gì. Cách nói chuyện theo kiểu salad ngôn ngữ rồi cười hô hố không giúp được cho bà ta. Những người bầu cho Kamala là bầu theo tính phải đảng, theo đảng Dân Chủ, chứ chẳng phải vì cá nhân Kamala có đặc điểm hay là biệt tài nào.